kênh của mình Bích Phạm 02MK. Hôm nay đến với các bạn, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn phần 2 của bài Thái cực song quạt 26 thức trên nền nhạc con rồng Việt Nam các bạn nhé. Và hôm trước chúng ta đã đi phần 1, hôm nay chúng ta đi phần 2. Phần 2 của nó gồm 15 động tác các bạn nhé. Và trước khi vào tập thì các bạn cũng lưu ý cho mình một số động tác. Bài này thì nó gồm có nhiều động tác mà chúng ta phải xoạc chân, nên trước khi vào tập là các bạn là lên vận động, chúng ta xoay cổ, xoay cái đầu gối này thật nhiều các bạn nhé, và chúng ta xoay lại đấy, và các bạn tập ngồi xoạc xuống thế này, chúng ta xoạc một lúc và chúng ta lại ngồi lên đấy các bạn. Tập như thế cho mình một lúc để cho nó nóng các cái khớp xương này lên, thì các bạn nó khi các bạn ngồi nó mới đỡ bị đau các bạn nhé. Và các bạn cũng tập co chân hạ xuống, co và duỗi ra, xong co về, co này, duỗi, co, hạ xuống, co, duỗi, co và hạ xuống. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta bắt đầu vào các bạn. Mình sẽ đi chéo các bạn. Đây các bạn đang ở chiêu thức số 17 của phần 1 này. Bây giờ chúng ta đi phần 2. 1. Các bạn đưa lên này. 2. Chúng ta từ từ đứng lên này. Bạn ngoái này, co chân và chúng ta đá ra, đá này, co về, ba này, bốn, năm, sáu, chúng ta úp tay xuống nha và chúng ta đưa về, chúng ta xoay 7 8, ngả người này, 9 10 11 12 13 14 15. Mình sẽ đi lại. Đây các bạn đang ở tư thế 17 này. Bây giờ sang phần 2 này. 1. Đây các bạn đây nhá. Đây. Các bạn đang ở tư thế của người chiêu thức số 17 của phần 1 này. Bây giờ chúng ta đi sang phần 2 này. 1 2 Các bạn đứng lên. 3 Chúng ta đặt gót chích sang bên trái và chúng ta lại co chân. Chúng ta lại co chân. 4 Chúng ta đưa ra đằng sau. 5 6 Quạt tay xuống à. Chúng ta đưa chân trái ra. 7 8 Mở cái chân trái, đưa lên. 9 10 11 12 13 14 15. Các bạn đang ở chiêu thức số 17 của phần 1. Chúng ta
bắt đầu đi sang phần 2. 1 2 chúng ta máy co chân. 3 đặt gót và chúng ta lại co chân. 4 5 6 7 8 ngả người. 9 bước chân trái lên, ngả người. 11 bước chân phải lên. 12 lùi chân phải ra sau. 13 14 15 mình nằm lại này. Đây, chúng ta đang ở chiêu thức số 17 này. Bây giờ sang phần 2 này. 1 2 co chân. 3 bạn co chân. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Các bạn à, thân mến, thế là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn là xong phần 2 của bài thái cực 26 thước với quạt. Và nếu các bạn là người mới thì nhớ ấn đăng ký kênh, và mình sẽ để link của video phần 1 ở dưới phần mô tả, các bạn vào đấy xem nhé các bạn nhé. Và các bạn là nhớ đóng góp ý kiến cho mình ở dưới phần bình luận để mình tiếp thu và hoàn thiện cho những video tiếp theo các bạn nhé. Mình rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn. Và một lần nữa mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn tập thành công. Mình xin chào ạ.